Xin thân ái kính chào quý vị, các anh chị và các bạn. Lời đầu tiên Thanh Hà muốn nói là Thanh Hà rất là cảm ơn các quý vị đã ủng hộ cái món chè đậu váng của mình. Rất là cảm ơn những lời comment rất là tốt đẹp. Vì vậy cho nên đó, hôm nay để mà trả ơn lại cho các bạn và các anh chị em, hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái món dessert mà cũng rất là quen thuộc với người Việt Nam của chúng ta, đó là món bánh bò nướng. Mà đặc biệt hơn nữa đó là hôm nay mình có một cái hương vị của mít và lá dứa rất là thơm ngon. Mình thì mình ít có làm bánh, nhưng mà mình sẽ giới thiệu với quý vị hôm nay là mình có một cô em là Tina rất là giỏi về baking và làm hết tất cả các loại bánh khác. Thì hôm nay đó, Tina sẽ đặc biệt chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm của cô ấy về cái việc làm bánh bò nướng này. Chắc chắn là quý vị sẽ không thất vọng đâu. Rồi xin mời Tina. Qua đây chơi để làm cái bánh bò nướng này để thân tặng quý vị và anh chị các bạn cho vui. Thật ra thì mình cũng không phải là một người chuyên viên về làm bánh trái gì hết á, nhưng mà tại vì mình rất là yêu thích ăn bánh ngọt cho nên mình cũng hay tự mày mò tự làm và chia sẻ với mọi người cái kinh nghiệm mà đúc kết được sau nhiều lần thất bại cái bánh này. Tại vì cái bánh bò này á, nó tuy dễ nhưng mà nó cũng có khó, cho nên phải cần biết những cái chi tiết tỉ mỉ một chút thôi là mình sẽ thành công. Cho nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm này ha. Vậy thì bây giờ mình bắt tay vô mình làm nha. Cái bánh này á, là bánh bò nướng thì bánh bò nướng thì nó phải có trứng. Thì trước tiên là mình xài là mình có 10 quả trứng ở đây. Và bánh bò nướng thì phải có bột năng, cũng là một cái nguyên liệu chính. Thì là bột năng là bột mình tinh đó, một gói nguyên như vậy là 16 ounce bột mình tinh. Rồi kế đến là mình phải có xài là 2 muỗng canh bắp. Bột gạo chứ không phải bột bắp quý vị ơi. Bánh cho nó ngon và thành công thì mình phải có cái bột nổi. Bột nổi thì mình xài bột nổi này á, là của bên Mỹ này bán á, là cái hiệu này nó tên là Aiha nha. Hoặc là nếu các bạn có cái bột nổi hiệu ao xà cũng được. Lúc trước thì nó luôn luôn có ao xà mà giờ nó chuyển qua thành cái hiệu Aiha này. Thì cái công thức này mình xài là phải có hai cái gói bột nổi. Còn nếu mà các bạn không muốn xài cái bột nổi này mà ở nhà có sẵn cái loại bột nổi của Mỹ á, thì mình vẫn xài được, mình lấy thêm một ít mình cho vào. Và muốn cho cái màu nó đẹp đó thì ngoài cái lá dứa tươi đó mình phải có thêm cái mùi thơm của lá dứa là người ta đã cô đặt lại sẵn á. Rồi mình còn phải, và ngoài ra mình có phải cho 1/3 muỗng cà
phê muối và hai muỗng canh dầu ăn. Mình thì cứ xài dầu dừa cho mấy bạn, xài về dầu gì cũng được hết á. Và ngoài ra nữa mình muốn đặc biệt thêm thì mùa hè có mít rất là ngon, cho nên mình pha thêm mít vào thì nó thêm hương vị nữa. Thôi bây giờ thôi mình bắt tay vô làm nha. Bây giờ thì trước hết mình phải đi mình làm tan cái đường ra với lại cái nước dừa. Và bây giờ thì ha là mình xài là nguyên một cái lon nước dừa này nha. Nguyên một lon nước dừa này là 400ml á, nước cốt dừa. Đó, thì mình lấy hết luôn, còn đặt lẫn nước. Xong rồi mình mới là trộn 2 cup đường. 2 cup đường, nếu mấy bạn không có cup thì mình xài cái chén ăn cơm cũng được. 2 chén đường vơi một chút. Tại vì cái chén hơi to hơn cái cup á, cho nên mình chỉ cho đường, cho xài vào cái chén này mình phải cho nó vơi tí xíu. Rồi mình quậy cho nó tan ra. Và mình mở lửa nhỏ nhỏ thôi, không có cần lửa lớn vì mình không có cần nó sôi lên đâu. Mình chỉ cần nó đủ ấm để nó tan đường thôi. Chứ mình không có nên làm nó nóng quá nha. Tại vì nó nóng quá đó thì một lát nữa mình phải đợi nó nguội lắm, lâu lắm, mình chờ lâu lắm mới làm bánh được. Thì đó, mình chỉ cần là mình làm cho ấm lên mà mình quậy cho nó thật đều, cho đường nó tan ra như vậy thôi. Để lửa nhỏ nhỏ nha các bạn. Mình để khoảng chừng số 5 được rồi. Bếp mình có 9 số thì mình để số 5 để cho nó vừa đủ, có độ ấm để nó tan đường mà thôi, chứ không có cần phải sôi nóng. Cái này cũng quan trọng lắm đấy nha. Rồi ha, rồi sau 4 phút mà mình nấu cái dung dịch nước đường cốt dừa với đường á, cho nó tan ra ở trên cái lửa vừa á, cỡ lửa số 5 á, cho lửa vừa thôi thì nó vừa hơi ấm và vừa tan đường hết. Xong rồi á, mình lại trút ra một cái tô, mình để đó để cho nó mau nguội đó. Rồi mình kịp làm bánh, tại vì nếu nó nóng quá thì nó chín trứng không có nổi được. Cho nên cái chỗ này nó cũng hơi quan trọng như vậy. Rồi trước khi mình làm bánh thì mình nên mở cái lò ra. Mình mở cái nhiệt độ lò là 350 độ F, có nghĩa là gần 180 độ C nha. Để cho lò một lát nữa nó nóng kịp để cho mình bỏ bánh và mình nướng thì nó mới nổi được. Thì mình để 350 độ. Rồi thì bây giờ em nhờ chị Hai cắt nước ra giùm cho em nha. Thì cắt ra thành những cái miếng vuông vuông nhỏ nhỏ là được rồi. Rồi ở đây thì là em có cái công thức là em xài 10 trái trứng nha. Đây là 10 trứng. Và cái bánh này nó quan trọng cái chỗ là mình không có đánh cho trứng nó phồng lên, mình không có cần cái bánh nó phồng, cái trứng nó xốp lên. Tại vì mình làm như vậy nó sẽ hư bánh này. Cho nên đó, để tránh cho cái bánh bị hư thì mình phải nên xài, mình hoặc là mình xài bằng cái kéo cũng được, cắt những cái lòng đỏ này ra. Nhưng mà mình thấy dễ nhất là mình xài bằng cái nĩa, cái fork để bằng cơm đó. Thì mình dùng để mình mục đích của mình xài làm cái này là mình chỉ cần là cho những cái trứng nó để ra thôi. Đồng đỏ và đồng trắng nó tan, nó hòa tan với nhau. Khi mình đừng có và khi mình đánh này mình cũng đánh một chiều nha, để cho cái trứng nó tan ra thôi, chứ mình không cần trứng nổi. Cho nên mình cũng đi nhẹ nhàng và mình đi cái muỗng sát xuống cái đáy tô như vậy nè, thì nó sẽ làm cho cái trứng này nó tan và nó không có bị đánh cho nó xốp nổi lên. Vì cái bánh này mình không có cần làm cho bánh xốp nổi giống như là các loại bánh khác. Cái này nó cũng quan trọng lắm nha. Cái này quý vị và chị em và các bạn nhớ chú ý cái chỗ này nha. Mình làm các bạn nhiều lắm rồi, cho nên mình đã rút được cái kinh nghiệm là mình cứ xài cái nĩa như vậy là dễ dàng nhất. Thì nhà ai cũng có cái nĩa hết. Thì mình cứ đánh một chiều và đánh sát cái đáy như vậy nè, thì nó sẽ rất là ít bọt, không có bị bọt lên nhiều. Thì cái bánh này nó mới thành công. Rồi sau khi là mình làm cho trứng nó tan đều hết rồi đó, thì mình sẽ cho vào đây cái nguyên liệu mà
ướp á, là mình có lá dứa tươi ngoài vườn cắt vào, cho nên mình xay ra mình cho thêm 50ml nước lá dứa tươi nha. 50ml thôi, tại mình thấy mình cho thêm một chút nước như vậy cái bánh nó sốt mềm hơn nữa, cho nên là mình pha cái này vào để cho nó thơm và nó mềm bánh. Và đồng thời á, là mình cho muốn cho cái bánh nó màu đẹp, tại vì cái lá dứa tươi nó chỉ làm thơm thôi, mà mình muốn cho cái bánh nó có cái màu đẹp á, thì mình cũng phải cho khoảng chừng nửa muỗng cà phê tinh dầu lá dứa. Tinh dầu lá dứa thơm, nó vừa thơm mà nó vừa đẹp nữa. Mình đừng có xoa lên thành khuôn, tại vì cái bánh này ta gọi là bánh bò là vì nó từ từ nó bò lên để mà nó nổi. Nếu mà mình cho lên thành khuôn nó trơn quá thì nó bò lên không có được, thì nó sẽ dễ bị xẹp nữa. Đó, cái đó là cái kinh nghiệm của mình đó. Rồi bây giờ thì mình xoa một ít dầu vào đây đều hết đây rồi thì mình sẽ, rồi sau khi mà mình xoa dầu vô trong cái khuôn bánh rồi đó, thì mình sẽ để cái khuôn bánh vô trong cái lò trước cho nó nóng, cho nó thật là nóng. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa là mình phải để cái vỉ nướng á, nó ở tầng số 2 từ dưới đến lên nha các bạn. Tầng thứ 2 từ dưới đến lên. Đó. Nó phải, tại vì cái bánh này nướng nó cần cái khoảng không gian lớn rộng từ trên xuống như vậy để cho nó nở, thì cái bánh nó mới nở đẹp được nha. Đó. Mình nhắc đi nhắc lại cho mấy bạn nhớ nè, là cái vỉ nướng mình để tầng thứ 2 từ dưới đến lên, đếm lên, và mình phải để cái khuôn bánh vô trong ngay chính giữa lò như vậy để cho nó thật sự là nóng, thì lát mình làm cái bánh nó mới thành công được. Và bây giờ đó là tới phiên mình pha cái công thức khô nha. Công thức khô thì gồm có bột năng nè, mình xài hết muối một lượng bột năng vàng luôn nha, là 16 ounce. Ý là mình thích xài cái bột năng trong cái bao plastic như vậy nè, thì mình thấy cái bột nó dễ tan hơn là cái bột ở trong cái bao giấy nha. Cái này chỉ là kinh nghiệm riêng của mình thôi, mình không có quảng cáo cái gì cho ai hết á. Và kế đến á, là mình pha vào đây á, là 2 muỗng canh bột gạo. Tại vì cái bánh này mình cần nó có độ dẻo, nhưng mà cũng phải có chút xíu cái bột gạo vô để cho nó dẻo dẻo giòn giòn thì nó mới ngon nha. Đây là mình sẽ cho một muỗng canh nha, và đây 2 muỗng canh bột gạo. Công thức này mình phải xài tới 2 gói bột nổi hiệu IHA này là mình có ở nhà sẵn thì mình xài. Còn mấy bạn có cái hiệu khác như là cái hiệu của Mỹ này nè, thì mấy bạn xài cũng được, cũng rất là tốt. Thì mình sẽ xài là 2 muỗng canh. Đó, đâu là
bột nổi nha. Và mình trộn luôn thêm 2 gói bột đường vani. Nếu các bạn không có đường vani, các bạn cho vani và nước cũng được, không sao hết. Và mình cũng không quên cho vào 1/3 muỗng canh muối nha, để cho nó tăng cái vị đậm đà của cái bánh. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn cho nó thật là đều lên mọi thứ với nhau như vậy. Nó hơi ấm ấm, bây giờ nó đã thật là nguội rồi, thì mình trộn chung vô cái công thức nước này nha. Đó. Và mình cũng cho luôn cả 2 muỗng canh dầu ăn nha. Nếu mà có dầu dừa cho vô thì nó càng thơm. Pha thêm 2 muỗng canh dầu ăn. Mục đích mình cho dầu ăn này vô là để cho cái bánh nó rất là xốp, mềm dẻo, cho đến ngày mai nó vẫn còn mềm, còn dẻo, rất là ngon. Và bây giờ đó thì mình sẽ rơi bột từ vô. Chị hai cầm giùm em cái này. Sẽ giảm cái tác dụng của nó sẽ nở không có được tốt. Mình phải làm nhanh tay chút xíu.
đó, khi mình quậy lên thì nó cũng hơi có bị lợn cợn á, nó cũng không có phải là dễ tan lắm đâu, nhưng mà đừng có lo, mình cứ việc quậy đánh cho nó đều và mình vẫn đi một chiều nha. Dù là mình xài cái gì bằng khối lần hay bằng đĩa bằng gì cũng vậy, mình phải đánh một chiều như vậy nè, và mình đi đều đặn nhẹ tay, chứ mình đừng có đánh cho nó rối lên, cho nó nổi đầy bọt là nó cũng không có thành cái bánh thành công được đâu. Nếu mà có những cái cục bồ mình lợn cỡ cái to đó thì những cái đĩa mình làm vỡ nó ra để cho nó được nhanh một tí. Rây loại nào mình xài cũng được hết á. Và bây giờ chắc mình có cái này thì cái lỗ này á, thì cái lỗ lớn lớn mình làm dễ hơn thì mình xài bằng cái này. Còn mấy bạn có cái rây thì mấy bạn xài cái rây, cái gì cũng được miễn sao mà để mình lọc qua được mà cho nó xuống một cách dễ dàng đó. Đó, ở bên này mình cũng dùng cái khối lồng này để mình giết nó cho nó mau tan. Và khi mà lúc mà mình làm mình xài bằng cái rây hoặc cái gỗ như giống như mình xài như vậy cũng được, thì khi mà nó chảy xuống lúc mà mình lọc lại cái bột này đó thì nó vừa mịn và mà sẵn nó chảy xuống cái lỗ này thì lát nữa mình nướng sẽ tạo thành cái rễ tre nhiều hơn nha mấy bạn. Làm gì cũng được nhưng mình vẫn cứ là làm một chiều nha, theo cái chiều trên đồng hồ á thì cái bánh nó sẽ được một cái dễ hơn, không nó bị thiếu cái bánh. Nướng ra nó đã rất là nóng rồi nè các bạn ha. Đó, mình
vào trong cái khuôn mình mới vừa lấy ra, lấy ra khỏi lò nè. Mình phải đổ ngay tức khắc, tại vì cho nó đủ độ nóng thì nó kêu kêu cái tiếng, nó có cái tiếng xèo. Thì một lát nữa nó mới đủ cái bánh nha các bạn. Lại lặp lại một lần nữa bằng cái sổ như vậy, để cho một lát nữa nó chảy xuống như vậy thì nó sẽ lát nữa nó sẽ ra được rất là nhiều cái rễ tre nè. Cho 350 độ C, đó là 180 độ F nha. Sau khi mình đã nướng được 50 phút, 30 phút rồi đó, thì mình hạ nhiệt độ xuống 340 độ F, có nghĩa là 171 độ C. Rồi mình cũng tiếp tục nha. Lò còn thơm, thơm phức luôn, mùi lá dứa, mùi mít, đã quá là thơm, bánh phồng rất là đẹp luôn á. Wow, thơm quá, smell so good. Ok, bây giờ đó mình đã nướng được 50 phút rồi, bây giờ còn 5 phút cuối cùng là mình sẽ hạ nhiệt độ xuống 300 độ F, tức là 148 độ C, nướng thêm 5 phút nữa. Và cái nguyên nhân mà mình phải hạ cái nhiệt độ xuống từ từ như vậy là để cho cái bánh nó không có bị sệt, vì nếu mà mình để cái nhiệt độ mà nó cao rồi mình mở lò ra lấy khi bánh ra thì nó sẽ bị đột ngột quá, bánh nó sẽ bị sệt xuống, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ chờ 5 phút nữa là bánh sẽ chín nha. Rồi, bây giờ bánh đã chín rồi, đủ 55 phút. Bây giờ mình sẽ mở hé lò ra và mình sẽ dùng cái cây vật nhọn như cái chiếc đũa cũng được. Mình sẽ xuyên sang bánh để coi cây bánh nó chín chưa. Nếu mà mình rút cái cây ra mà nó khô như vậy, có nghĩa là mình rơi nó ráo như vậy là bánh đã chín rồi nha quý vị. Xong, bây giờ kế tiếp là mình chỉ hé lò ra thôi. Mình để cái cây đũa mình chặn ở đây nè, cho cái lò nó không bị đóng lại. Mình cần hé, mình để thêm 15 phút nữa để cho cái bánh nó được vững cái nhiệt độ thì nó không có sệt. Rồi quý vị thân mến ơi, sau khi mà mình để cái bánh ở trong lò thêm 15 phút nữa với cái cửa hé như vậy á, rồi bây giờ mình sẽ khiêng bánh ra khỏi lò. Ta-ra! Đây là thành phẩm của Tina and Sarah tối nay. Bánh bò nướng Sarah is me. Hương vị mít và lá dứa nước dừa rất là thơm ngon. Wow, nổi và quá. Bây giờ đó, phồng lên. Bây giờ thì mình sẽ úp ngừa nó lại ở trên một cái vỉ trống như vậy nè, để cho bánh mình phải chờ cho nó nguội. Tại cái bánh này mình ăn nóng không có ngon, mình phải đợi bánh nguội rồi mình cắt ra ăn thì nó mới ngon, với lại nó sẽ có nhiều độ tre hơn lúc nó nguội. Cho nên là bây giờ thì cũng đã khuya lắm rồi, mình sẽ đợi bánh nguội, ngày mai mình mới ăn được. Mình sẽ sắp sửa đi ngủ nha. Gần 1 giờ sáng rồi các bạn ơi, ngủ lắm. Hẹn quý vị ngày mai, sáng mai mình sẽ uống cà phê và ăn bánh chung với nhau nha. Night night. Night night. Have a sweet dream. Rồi, bây giờ sáng nay mình ngủ dậy bánh đã nguội rồi nè. Bây giờ mình sẽ lấy ra khỏi khuôn nha.
lấy ra cái khuôn xong rồi mình sẽ cắt ra cà phê và ánh sáng cùng với lại thịt và sẽ ra thành hàng ha. Lúc mà mình lấy ra mình cũng hơi lấy cái tay mình nhẹ nhẹ mình đợi chút xíu nha, thì nó sẽ giúp mình ra dễ hơn. Thật ra nó cũng rất là chắc, mình nó có nhiều đồ dầu với lại có pha dầu sơ với cái khuôn rồi đó, để mình lấy nó dễ thôi. Wow, tróc lóc luôn. Quý vị ơi, đẹp quá. Rất là phồng, rất là đẹp. Mà rất là xôm. À, nhìn rất là xôm. Mà mình làm bánh như vậy mà mình đi đến tiệc tùng mình mang đi á, nhìn rất là xôm nha quý vị. Cái bánh rất là to mà cao mà phồng. Yeah. Thành ra bây giờ mình thích giữ cái công thức này. Tại vì á, nó làm cái bánh nó cao, nó dài như vậy á, thì khi mình xách đi đâu á, nhìn nó lịch sự. Nên mình theo cái công thức này thì mình đựng cái ổ lớn và dày như vậy nè. Mình cắt ra cũng đẹp, cái miếng nó lớn. Rồi, mình ra đây. Rồi, giờ đây mình cắt bánh cái này thử nha. Thì để mình cái này nha. Rễ tre tí, rễ tre từ trên xuống dưới, quá thành công luôn quý vị ơi. Đó, mời. Đẹp không? Mời luôn ăn nhánh hoa hồng này. Hoa hồng mình là ăn được đó nghe, hoa hồng nhà trồng, vườn nhà mới hái vô đó. Thơm lắm, hoa thơm đó. À, ngồi đây luôn đi. Yeah, cho nó thoải mái. Yeah, ngồi mình à, cà phê ăn sáng nha. Nè, thấy không, bánh rất là rung rinh mũn mỉnh mũn mỉnh. Nè, mình xé ra nè, đầy rễ tre luôn nè, rất là nhiều rễ tre mà dẻo mà dai, để đến sáng vẫn mềm với cái công thức này nha quý vị. Rất là thơm, mùi mít thơm quá. Mùi mít dừa, lá dứa, mít. Ăn vô muối mít còn ngon hơn. Mà rất là vừa, không có ngọt nhiều. Đồ ngọt này là nó tuyệt vời, tại vì nó không có ngọt gắt. Đây mình làm cho nhà có cha mẹ lớn tuổi với lại mấy bé nhỏ đó. Cho mình làm bánh tại nhà mình ăn nó vừa sạch sẽ mà nó lại không có bị quá ngọt. Nó rất là tốt cho sức khỏe. Nhắm mì không? Nó dẻo ha, để đến sáng vẫn rất là dẻo. Không có cần thân lại. Cái này nếu mà mình làm, mình có tiệc tùng hay nhà mình có tiệc tùng thì mình phải cần đi tiệc á, thì mình làm sẵn từ buổi tối nên hoặc thì là buổi sáng mình làm được thì mình mang đi, rất là tiện. Thử nha. Em như một nụ hồng, thơm. Đó là thơm. Hoa hồng nó đậm đà cái vị á, thơm thoảng nhẹ nhẹ dễ thương. Cái vị thì giống như mình ăn một cái loại rau thôi, cũng không có được ngọt. Mà mình biết chắc chắn ăn được tại vì có một cái loại bánh của người Turkish, người ta luôn luôn làm bằng những cánh hoa hồng và người ta trộn mật ong rồi hột pistachios rồi
bột, bắp và những cái gia vị khác nữa, ăn cũng ngon lắm quý vị. Cho nên mình biết chắc chắn là hồng ăn được, cho nên mình mới ăn tỉnh bơ như vậy đó. Ngon quá, thật sự là ăn một miếng rồi. Dạ, anh thêm, anh thêm có cái muỗng dễ cưng không? Có cái con ladybird. I have a dragonfly on the jaw. Tuyệt vời ở mặt trời quý vị ơi. Bánh sáng ra, breakfast, uống cà phê và nhâm nhi miếng bánh. Thật là ngon tuyệt vời. The best of the best. Vừa thơm, vừa ngon, vừa đẹp. Bên rễ rang này quá là thù thắng luôn. Rễ rang từ trên xuống dưới. Cứ theo cái công thức này của mình là của Tina là quý vị, anh chị em và các bạn đều làm thành công hết. Chỉ cần chuẩn bị chút xíu thôi. Cindy với Luna lại đây ăn sáng với lại Manny với lại Auntie nè. Yeah. So cute. It's so cute. Look at you. Oh, I love you guys. Thấy không? Cho Luna một cái hoa nè, Luna là the girl. The girl. Girl này rất là ngoan luôn á. So ngoan lắm. Công nha quý vị. Bye bye. Love you all.